Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những bức hình một vụ tai nạn trên đường phố Hà Nội. Theo những người chứng kiến thì chiếc ô tô đã đâm cực mạnh vào cột đèn bên đường khiến nó đổ xuống. Điều đáng nói, một tài xế khác đang di chuyển gần đó. Vừa chạy ngang qua thì cột đèn đổ, bởi vậy tài xế này chỉ bị một phen hú hồn hú vía chứ không có thiệt hại về người. Vụ tai nạn gãy cả cột đèn giao thông. Trong những bức ảnh đính kèm, chiếc ô tô nát đầu sau va chạm mạnh, túi khí bung ra. Chiếc đèn cao áp đổ xuống đường. Nhiều người tò mò đã đứng xem hiện trường tai nạn. Chắc hẳn, cái giá để sửa xe ô tô phải chắc lắm đây. Tuy nhiên, điều may mắn nhất vẫn là việc không có thiệt hại về người. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau dưới bài đăng. Nhiều người phán đoán về nguyên nhân của tai nạn. Đa số vẫn chúc mừng cho anh Rác may mắn cũng như chủ xe hơi. Tai nạn là điều không ai mong muốn, song hậu quả không lớn đã là điều đáng thở phào nhẹ nhõm rồi.